Ta bà khổ, ta bà khổ, còn ở đây còn khổ. Tịnh độ lạc, tịnh độ lạc, đi về Tây phương hưởng an lạc. Mau mau một lòng một dạ, niệm A Di Đà Phật cầu về Tây phương cực lạc chư vị nhé. A A Di Di Đà Đà Phật. Phật. Dạ, A Di Đà Phật, xin một tràng vỗ tay thật lớn tri ân công đức chư tôn giáo phẩm Thanh Ni đã luôn luôn tham gia chứng minh cho pháp hồ niệm, giúp cho chúng con ngày ngày càng tăng trưởng niềm tin. Chúng con thành tâm tri ân công đức là cư sĩ Du Âm đã vì chúng con mà hết lòng giảng nói chỉ điểm cặn kẽ về pháp hồ niệm, để chúng con rút tiện ra được những kinh nghiệm, những sơ xuất mà chúng con đã mắc phải để chúng con trên con đường tu tập để vững chãi hơn. Chúng con thành tâm tri ân công đức của tất cả các cha các má, chư vị liên hữu đồng tu luôn luôn dành vì về mẹ của mình mà bỏ thời gian để cùng chúng con học tập pháp hồ niệm. Bây giờ chúng con xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào buổi sinh thứ tư tuần này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.